Mày bảo với mẹ tao là không cho con Thư về đây nữa, đúng không? Đúng rồi anh, giờ mày cũng cãi à? Anh đi một lỗ mà bằng chứng tao. Lúc đó là mày nói bác cũng biết nhá, tao không nghe nhá. Không, tao quay rồi. Còn giờ em gửi đây, đi đây. Này, đánh trận anh ạ, đánh trận à. Em ở đây anh chẳng làm được gì đâu. Mày có vênh mặt đấy hả? Hả? Ô bố mẹ mày nhìn xem cái mặt mày sao mày ăn đám nào nha. Sang đây là sang ăn nhờ, ăn xin. Ăn nhờ đậu ấy. Quay thẳng một mặt nó anh. Đây, anh quay thẳng mặt nó luôn. Cho mày xem bố mẹ mày xem bố mẹ mày nhìn mặt mày thế này được không? Em vào nói chuyện với con này. Nó dám xui dại mẹ em bảo là mẹ em gửi Thư về nhà. Con này láo thế nhỉ? Mày bây giờ tôi hỏi mày nhá. Mày như nào đấy? Thế bây giờ mày mặt dày như nào nữa? Tôi hỏi mày. Bây giờ vợ tao với tao đang ở đây, vợ tao với tao đang cưới nhau. Mày liên quan cái đéo gì bây giờ mày lại bảo với mẹ tao là đuổi vợ tao đi ra khỏi nhà đây rồi đừng cho vợ tao về đây. Cố nhận đấy. Để ban tự đuổi đi. Này, thằng Bình ơi, nó bảo với tao là mày xui dại mẹ tao nhá. Mày bảo với mẹ tao là không cho con Thư về đây nữa, đúng không? Đúng rồi anh, giờ mày cũng cãi à? Anh đi một lỗ mà bằng chứng tao. Lúc đó là mày nói bác cũng biết nhá, tao không nghe nhá. Chứng không, nó nói là tao quay rồi. Thế mày đừng có cãi. Này, thằng Bình nó nhìn thấy, nó mới nói như thế, hiểu chưa? Thằng Bình nó quay video lại hết rồi, hiểu chưa? Mày nghĩ tao không quay à? Tao thừa ơi, bọn tao sang đây, bọn tao nói mõm, hay là bọn tao trách mày, hay là bọn tao đổ oan cho mày. Nhưng mà chỉ có lúc ấy là mày nói ra để còn Bình mới biết thôi. Bây giờ mày bảo với vợ tao, mày bảo với mẹ tao là không cho vợ tao về đây ở nữa. Mày ở đây mày làm gì? Mày làm gì? Cách cho vợ anh thôi, vợ anh tử tế tốt đẹp. Bác theo hộ của mày xin ai? Mày xin chúng tao không? Xin gì anh? Hôm đó xin mình, xin lỗi mình các đứa bọn thôi. Nó mõm là anh. Mày ở đây nhá, mày biết là đây là nhà của mẹ tao, nhà của mày. Và tao với vợ tao cưới nhau về. Mày bác cho em ở đây, bác được con Thư đi rồi. Này, mày xui dại bác thôi, bác tin mày thôi. Còn là bác yêu thương mày, bác cũng có bác chưa nhận ra có vô ba thật của mày thôi. Để đến lúc bác nhận ra vô ba thật của mày nhá, bác đéo mà bác cho mày ở đây đâu. Mày giả tạo ít thôi. Mày về đây, mày xui dại mẹ tao là vứt cả cưới đi này. Mày xui dại mẹ tao là đuổi con Thư đi ra khỏi nhà này, để con Thư về này. Mà cứ yên tâm một điều đi, là tao ấy sang đón Thư về, tao cứ cho Thư về đây ở đấy. Anh chào nó về thì bác cũng muốn đuổi nó đi thôi. Đuổi mày ra khỏi nhà ấy. Này, người mày ấy, người một loại mày ấy là mày mới gọi là ra khỏi nhà, hiểu chưa? Mày mới là người ra khỏi nhà. Chứ mày đừng có nghĩ là mày ở đây một bộ mặt giả tạo kìa, là giả tạo kìa. Nó giả tạo mà anh. Nó giả còn tạo với tôi. Bữa nó còn nói xấu chị Thư nhiều lắm. Bữa đó nó nói xấu chị Thư nhiều lắm. Còn vứt hết đồ của Thư luôn mà. Thế liên quan đến mày không? Thế liên quan đến mày không? Mà mày vứt đồ gì Thư đi? Em không vứt đấy, bác Cúc vứt đâu. Mày xôi bác Cúc ấy, bữa đó mày xôi bác Cúc vứt đây. Bây giờ nhá, bố đang làm biết này. Một ấy là biến ra khỏi đây. Hai ấy, bố mày cho mày tiền để cút. Mục đích của mày đến nhà tao là mày như thế nào nói thẳng luôn. Không có mẹ tao đây, nói thẳng luôn. Còn tao lạ thừa là bộ mặt của mày ấy là lợi dụng mẹ tao rồi. Chắc chắn ấy là mày đang có âm mưu gì để mày hãm hại mẹ tao, hãm hại gia đình tao. Chứ nếu như mày có tiền ấy chắc chắn ấy mày mày đến nhà tao này đâu. Bác Cúc được con gì mà để em lợi dụng? Còn giờ em cửa đây đi đây. Này, đâu được chưa? Đây là đánh trận anh ạ, đánh trận ạ. Ủa, đội tao đâu, hiểu chưa? Thôi em cửa đây anh chẳng làm được gì đâu. Em mày có vênh mặt đấy hả? Mày có vênh mặt đấy hả? Mày có vênh mặt đấy hả? Bé đang ngủ nó đi rồi. Ôi mày cầm bố mày đi. Đây không phải nhà mày đâu. Mẹ mặt dày. Nhà của mày à? Này, đây là nhà bạn tao. Không phải nhà của mày. Mày có tiếng đâu. Kể cả bạn tao. Bạn tao đi nhà của tao nhưng mà nhà của tao. Bạn tao đến chơi. Tao mời bạn tao đến. Còn là cái loại mặt của mày ấy. Người khác đéo mời, hiểu chưa? Xong tự nhiên đến đây ở. Ăn nhờ ở đậu. Cứ như nhà mình mày có biết ngại hả? Em cũng ra đây mày đây ở thì em ở thôi. Đi bên mặt ra, đi bên mặt ra. Đánh chặt anh ạ, đánh cho nó chặt. Đánh cho nó chặt. Ôi vả cho cái
bà. Mày chú nhà người ta rồi. Này, nếu không phải này, này mày đánh ai hả? Mày đánh ai hả? Là đẹp, đây là anh của tao, còn đây là bạn tao. Bạn tao với cả em tao có quyền đến đây, nhưng mày đéo quyền ở đây. Không nhận mày, gì? Mày em không bắt thì em lên, em lên rồi. Đã, anh kia chung nhà, anh kia nhà ở đây, người ta đuổi rồi, hôm nay sao mày không đi, không đuổi bạc giày. Mặc giày mà anh, nó mặc giày mà. Bác Cúc, Mày con này bây giờ thật sự mặt dày, cãi cùn. Con này khác thì con ăn xin đâu. Nó không biết nhục anh ạ. Mày đánh ai hả? Mày đánh ai? Thôi anh ạ. Mày cút đi. Mày cút là mày đấy. Mày ra ngoài. Nhớ thì phải đi. Tự nhiên ta đuổi như con chó ấy, không biết đi à. Này, đóng cửa đi. Đuổi ra là đóng cửa vào anh ạ. Đóng cửa đuổi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Con gái không biết. Mày cút ra ngoài. Nhà anh. Lượt ra ngoài. Khi nào bác Cúc ấy, bác cho mày ở đây, bác có giấy đàng hoàng thì tao cho mày ở đây, ra ngoài. Nếu không đuổi em mới đi, còn bây giờ có ai chẳng có quyền gì mà anh đuổi em đi cả. Thế nhà mày à? Đây nhà mày à? Hả? Con này đi mà giày hả? Đây là nhà mày à? Hả? Sao không phải người ta mà bác Cúc đã ở, đang ở thôi. Sổ nó đem bác Cúc, nhà bác Cúc, bác Cúc đã ở, đang ở. Chẳng phải nhà mày. Này, cái lần này, này, ra ngoài đi ạ, con ạ, con ạ, con ra ngoài có bố một cái. Bố thấy con hơi lì đấy. Anh thích thì anh ra đi. Nhà anh tao mà mày báo là anh tao ra. Ra ra để gì? Nhà người ta lại bắt người ta đi chỗ khác ở, lại mày ngáo à? Hả? Mày bị ngáo à? Mày sống như kiểu ăn bám thấy quen rồi. Sao mày ra lại mày đây ép đuổi mày như con chó ấy. Bây giờ mà anh kia đuổi mày như con chó. Không có thể thích bây giờ này. Mày ra đâu? Mày cút ra không? Đi ra, lôi ra anh ạ. Đuổi ra, đóng cửa lại, đuổi ra, đóng cửa lại. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Người lợn là mày đấy. Anh bảo là đắt em hỏi. Ờ mẹ, cái con này láo nhưng con này rồi bố mày sẽ là tẩy bộ mặt thật của mày thôi, mày yên tâm đi. Mày cứ chờ nó đi nhá. Cái loại mày ấy, tao thật thấy luôn này, rồi tao là tẩy bộ mặt thật của mày ra ấy, tao sao mày không nhá. Mày không anh em của em đâu. Có mày ấy. Vợ tao ấy là mày bảo mày về đây mày thương yêu tao, mày về đây mày muốn ở với tao. Mà đéo có bác Cúc một cái là nhìn này. Đấy. Giả tạo không? Giả tạo. Giả tạo mà anh rồi. Thái độ này. Anh em chẳng thế à? Này, lúc mà có mặt bác Cúc ấy, giả vờ thương yêu mình, giả vờ tốt với mình, giả vờ tốt với em ấy. Xong là không có mặt bác Cúc cái là thái độ này. Mẹ các loại mày về đây chắc là nó có mưu rồi. Âm mưu mà anh, kiểu gì nó cũng có mưu ấy. Nó có gì ý đồ gì rồi, đen tối rồi. Có âm mưu thì nói thẳng đi. Đen tối thẳng tụ mày. Thế mà chửi ai đấy hả? Mày chưa được nói ở đây đâu. Này mày ở tối mày chửi ai đấy? Quay, hả? Tao quay lại cho bố mẹ mình nhìn thấy. Anh quay lại luôn. Dung vào. Ê. Anh quay. Nghe sợ mày. Anh quay luôn. Cho bố mẹ mày nhìn xem cái mặt mày sao mày ăn bám nào. Nha. Sang đây là sang ăn nhờ, ăn xin. Ăn nhờ đậu ấy. Quay thẳng một mặt đúng không anh? Đây, anh quay thẳng mặt nó luôn. Cho mày xem bố mẹ mày nhìn cái loại mày thế này được không? Bố mẹ nhìn. Đây là sang ăn xin. Sang ăn xin mà anh. Nhá. Nhà anh ăn xin. Thế chứ ở đây. Thế mà vẫn ăn bám. Đúng rồi. Thế còn ở đây. Rồi em cho bác công thì em ở đây thôi. Thôi. Ở đây em bám. Mày thương cái gì? Ở đây làm được cái việc. Cho mày lên tiếng à? Chào mừng đấy. Anh ơi. Rồi. Cái loại con này nhá, mày đừng để bố mày là tẩy bộ mặt thật của mày. Đéo là xong đâu. Anh ngồi. Sợ thật. Có nhìn chung không mà đi. Anh Châu không. Kéo tay về rồi đéo về. Kệ tâm đi. Rồi bố mày là tẩy bộ mặt thật của mày thôi. Mày cứ sớm muộn gì mày cứ vênh váo đi. Mày cứ ngồi đó vênh đi. Đến lúc bác Cúc bác ấy biết là bộ mặt thật của mày như thế này ấy. Bao giờ bác Cúc bác dung cho mày đâu. Thế thì em chờ ngay lật được bộ mặt thật của em ra nhá. Bao giờ bác Cúc không đuổi em thì em không đi đâu. Mày ở đây mày chả yên. Mày cứ ngang đi rồi biết. Đi xem mày còn đến mọi người còn ở đây được bao lâu nữa. Loại này mới không về. Loại này rất là ngang luôn. Loại kéo bắt lại sao anh? Mẹ con này nó dày nhỉ. Mặt dày rồi. Con này bây giờ kéo ghi là anh em mình phải tìm cách để là tẩy bộ mặt thật của nó ra thôi. Đúng rồi. Bác Cúc bác cái đuổi con này đi thôi chứ con này nó cứ lấy cớ là bác Cúc cho nó ở đây ấy. Nó đéo về. Bây giờ khó đấy. Giờ không biết cách gì cơ. Mà bây giờ vợ em đang ở nhà về nhà ngoại rồi, vợ em cứ bảo là không về về đây nữa. Thì em đón tối hôm qua em đón em sao em đón có về đâu. Chả về. Giờ bác Cúc chửi mắng chứ thư quá, chứ sợ không dám được. Sang đây. Bạn phải biết là do nó xúi dạy bác Cúc đấy. Con này bây giờ nó chắc biết nó nghĩ cái gì trong đầu nó. Nó tỏ xúi dạy bác Cúc đuổi chị Thư mà. Nghĩ thường cái thư thế. Mà bây giờ em phải bảo mẹ em với cả bố em là thôi. Hoặc là bảo với cả chị Thư nữa. Là bây giờ về đây ở đi, đừng có về đừng ngoại ở nữa, về đằng này ở đi.
thì đang nội ở đi. Bây giờ chị Thư quan trọng là chị Thư áp lực quá vì bác Cúc kia. Chị Thư cũng muốn sang đây ở lắm nhưng bây giờ bác Cúc khắc phục chị Thư như thế. Bây giờ cũng phải khuyên chị, bây giờ Kiên với Thư mới lấy nhau thế, bây giờ bỏ về thế cũng không được đâu. Đúng rồi, dùng phải khuyên chị Thư đi chứ. Bây giờ thôi xem thế nào, anh về anh em về nhà Thư xem em Thư xem Thư anh khuyên Thư tí.